Chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một món ăn gọi như là phổ biến ở Pháp, bên Pháp gọi là quiche, bánh quiche. Bánh quiche nó có nhiều dạng, nó là một loại bánh mà người ta sử dụng mà mua sẵn nha, khỏi phải làm mất công. Nó gọi là pâte feuilletée, có nghĩa là một cái bột bánh có nhiều lớp đó. Sử dụng bột bánh nhiều lớp để làm bánh quiche ha. Hôm nay để làm cho cái bánh quiche này thì Mỹ Linh làm cái bánh quiche nó sử dụng, nó gọi là lạc đông. Lạc đông là những cái thịt heo cắt nhỏ nhỏ như vậy nè. Đó, thịt heo, nó gọi là alimet này, heo cắt nhỏ ha. Rồi có thịt heo hun khói cũng có nữa. Cái này là thịt heo không hun khói, thịt heo natria. Hành tây. Cái này mình không biết gọi là courgette bên Pháp, bên Việt Nam mình gọi là cái gì quên mất tên rồi. Hai cái củ này giống như là dưa hả? Không biết gọi là dưa, giống như là dưa ở Việt Nam mà không phải là dưa leo đâu nha. Một dạng dưa đó, courgette. Đây là fromage Emmental HP, là loại mình gọi là phô mai cắt nhuyễn đó. Một cái kem kem fresh, kem tươi, tiêu, muối và 4 quả trứng gà. Cái món bánh này thì thường thì người Pháp dọn ra ăn nóng, sử dụng lò nướng, nhưng mình cũng có thể ăn lạnh cũng được, có người cũng thích ăn lạnh, tùy mỗi người. Đây, cái cuộc rét nó là như vậy đây. Mình hình như là nó hơi giống như là mình không biết gọi là cái gì, nó không phải là một dạng dưa leo. Quên mất tên rồi. Bây giờ mình cắt cái này hột lựu nha. Mướp, nó hơi giống quả mướp ha, giống quả mướp của Việt Nam mình, nhưng mà mướp nó đặc ruột nha. Không biết là bên Việt Nam mình có cái loại này không. Không thôi thì các bạn thay bằng mướp vậy ha. Cắt hạt lựu nha. Đây là quả courgette đã cắt hột lựu. Bên Việt Nam mình nghĩ là các bạn có thể thay thế bằng quả su hào. Quả su hào nó, tại vì là cái tính chất của cái món ăn này là cái rau nó ăn nó cũng giòn giòn, còn giòn giòn đó là quả su hào hay là đậu que cắt hột lựu. Nói chung là mấy thứ rau để trộn chung với lại thịt ha. Và một củ hành tây mình cũng cắt hột lựu giống như vậy luôn nha. Bây giờ bắt đầu xào thịt, xào cái thịt với hành tây, đổ dầu vô trong chảo nồi, xào hành tây trước. Đây là thịt heo cắt sợi ha, bên Tây nó gọi lạc đông. Cái này là nó là natria, có nghĩa là nó không có muối, thành thử mình phải nêm thêm muối tiêu. Còn nếu mà cái thịt hun khói nó đã có muối mặn rồi thì không phải thêm muối tiêu. Cái chỗ này khoảng 1 chén đầy mà gọi là 200 gram đó nha. Mình xào chung với hành tây. Nêm muối. Nếu mà thịt hun khói thì không có phải nêm muối. Nêm tiêu. Đảo sơ sơ qua cho cái hành tây nó mềm thì tắt bếp, không phải là chín nha, tại vì hồi nó còn bỏ vô lò nướng nữa. Khi đảo cái hành tây nó tái rồi đó thì mình phải bỏ cái nước này nha, cái hành tây nó chảy nước này là bỏ hết cái nước hành tây, mình chỉ gặt lấy cái nước với cái hành tây với thịt thôi, còn cái nước bỏ nha, nếu không bỏ vào bột bánh nó sẽ bị làm nhão bột bánh đó. Mình chỉ lấy cái thịt với cái hành tây thôi. Này là gặt hết nước rồi đây nè. Để qua một bên. Bây giờ bắt đầu đánh trứng với lại kem tươi.
Bây giờ mình đánh vào đây 4 trái trứng nha, 4 trái trứng nhỏ, còn nếu trứng lớn thì 3 trứng thôi. Với lại một hũ kem tươi. Một hũ kem tươi này nó bao nhiêu? Một hũ kem tươi này là nó có 20 centilit nè. Bây giờ mình đổ cái kem tươi này vào trong cái trứng gà và đánh đều lên. Mình sẽ cho vào đây một chút muối và chút tiêu. Cho vô đây một thìa cà phê muối. Thêm một chút nữa. Nếu là thịt hun khói thì không nên cho muối vào trong cái bột, tại vì cái nước cái mặn của cái thịt nó sẽ ra trong cái bột bánh rồi. Và sau đó là rắc tiêu. Nhớ là khi mà bắt đầu chuẩn bị bánh thì các bạn đốt lò lên 180 độ đến 200 độ nha, tùy theo độ nóng của lò, để cho cái lò nó nóng trước khi đặt bánh vô ha. Bây giờ mình mới đào để cái bánh ra cái khuôn. Dùng dao cắt cái phần thừa xung quanh cái giấy nè, cái giấy thừa. Giờ mình dùng cái nĩa để châm lỗ bánh. Cái này để cho cái bánh nó bốc hơi mà nó không có bị nhão. Mình để vào trong lò nướng khoảng chừng 3 phút hay 5 phút thôi là lấy ra, để cho cái bánh nó vừa độ cứng nha. Đây là đánh bánh để trong lò nè. Mình để 220 độ, nó vừa chín cái mặt này tái, mình gọi là chín vừa chín, nó không có chín vàng ha. Để mình mới vậy mới bắt đầu đổ bột vô nha. Bây giờ thì mình bắt đầu để thịt đều, rải thịt đều xung quanh cái bánh. Thịt với tắc rau đó, rải đều xung quanh bánh. Nếu mà các bạn thích ăn thịt nhiều thì để rau nhiều hơn. Thịt nhiều hơn hay rau nhiều hơn là tùy các bạn ha. Sau khi rải thịt đều rồi thì mình bắt đầu rải cái courgette. Nó hơi giống như là, không biết, không giống bí mà giống mướp, mà không biết gọi là mướp không đúng nữa. Không biết này bên Việt Nam có chưa. À, mà các bạn có thể thay thế bằng các loại rau củ khác, giống như su hào, đậu que chẳng hạn. Cái rau gì mà chín nó không có bị nhão nha, thì ăn nó mới giòn sọp sọp, mới ngon. Sau khi đổ rau rồi, bây giờ bắt đầu mình với rưới cái trứng với lại kem tươi đều lên trên mặt bánh. Và sau cùng là mình rưới cái phô mai emultan xay nhuyễn đó, hay emultan cắt nhuyễn lên trên mặt bánh, rải đều lên. Giờ để bánh vô lò nướng ở lửa 180 độ và để ở cái tầng giữa nha. Một điều lưu ý là khi các bạn không có lửa phía dưới mà chỉ có lửa phía trên thì nên để cái bánh ở tầng gần phía dưới, để cho cái bánh nó không bị cháy trên mặt mà lại không được chín phía dưới. Bây giờ cái bánh nó xong rồi đây nè. Khi mà các bạn nướng 180 độ ở tầng gần dưới cùng đó, để cho cái bánh nó không bị cháy trên mặt,
Khi mà mình châm dao vào thấy bánh nó chín, không có nhấc dao ra, đầu dao không có dính bột, dính trứng, là bánh nó chín rồi, thì lúc đó mình bắt đầu để lên cái tầng lửa phía trên để cho mặt của bánh nó được vàng đều. Bây giờ mình cắt ra cho các bạn coi ở trong nó làm sao nha. Và đây là cái bánh nè, cắt ra nè. Ui té rớt, lỗi làm rớt cái bánh cắt ra nè. Mình quay cái bánh lại gần cho coi nha, ở giữa như vậy nha. Là có thịt với lại có rau củ trong đó. Món này người Pháp họ ăn kèm với lại rau xà lách trộn. Nếu mà các bạn thích thì ăn kèm với rau xà lách trộn nha. Thôi bây giờ mình chúc mọi người thành công làm món bánh quiche này và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình quay kỳ sau. Nếu các bạn thích video của mình quay thì cho mình một cái like và đăng ký kênh nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại kỳ sau. Au revoir et à bientôt.